chính hãng tiếp tục giảm giá trước sức mua kém. Hầu như các hệ thống bán lẻ trong nước đều cho biết, sức mua các thế hệ iPhone mới đều đang sụt giảm mạnh từ đầu năm đến nay. Đại diện từ các hệ thống bán lẻ lớn thừa nhận việc sụt giảm mạnh đến từ giá bán sản phẩm cao, không quá khác biệt với các thế hệ trước nên kén khách. Đại diện một hệ thống chuyên bán iPhone tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, sức mua giảm bởi người thực sự có nhu cầu với iPhone Smart, XS2XR đều đã mua trước đó, tức thời điểm từ trước Tết Nguyên đán trở về trước. Chỉ tính riêng tháng 5, doanh số iPhone Max đã giảm sâu đến 45% so với tháng trước đó. Chưa kể các mẫu XS 2XR chẳng có người hỏi mua, đại diện nhà bán lẻ này chia sẻ. Điều này phản ánh đúng thực tế khi số liệu mới từ GFK cũng cho thấy, thị phần Apple ở Việt Nam đang tiếp tục bị đe dọa. Từ 9,4% thị phần của năm 2018 đã tụt xuống còn 7,5% thị phần của năm 2019. Tính đến hết tháng 4 năm 2019, theo đại diện một nhà bán lẻ khác ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, giá bán các thế hệ iPhone mới của Apple đã chạm đáy nhưng chẳng có người mua nhiều. Vị này cho rằng, dù giảm giá nhưng giá bán của máy còn khá cao so với mặt bằng chung hiện nay, những sản phẩm bán chạy cho Apple ở Việt Nam đang nằm ở các sản phẩm iPhone X trở lại. Hiện nay khách mua iPhone hầu như chỉ mua iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, rất ít người mua iPhone Smart, vị này cho biết. Theo báo cáo của GFK phân khúc mà Apple đang nắm giữ tốt nhất nằm ở ngưỡng 10, 15 triệu đồng. Tính đến từ năm 2019, Apple vẫn đang nắm 73,6% thị phần của phân khúc 10, 15 triệu đồng. Các sản phẩm bán chạy nhất của hãng hiện là iPhone 7 Plus, chiếm đến 50,4% trong tổng số iPhone bán tốt ở phân khúc 10, 15 triệu đồng. Một lý do khác khiến cho thế hệ iPhone mới cũng đang ế ẩm tại Việt Nam và liên tục giảm sâu là việc người dùng không còn mặn mà trong chi tiêu mua smartphone cao cấp. Đại diện hệ thống ở quận 10 cho biết, Người tiêu dùng Việt Nam hiện đang có xu hướng cắt giảm chi tiêu khá nhiều từ đầu năm đến nay. Họ không chi quá 20 triệu đồng để mua smartphone khiến cho phân khúc cao cấp dần ế ẩm. Chưa kể, xu hướng mua sắm hiện nay của người dùng Việt đang dần hướng đến các sản phẩm đã qua sử dụng với mức giá mềm hơn rất nhiều và khả năng thanh khoản cao. Lấy ví dụ, vị này cho biết, một mẫu iPhone X đã qua sử dụng vào khoảng 15 triệu đồng. Sau khi sử dụng khoảng 2, 3 tháng muốn nâng đời bán lại thì lỗ vào khoảng 1, 1,5 triệu đồng. Nếu mua một iPhone Smart mới giá hàng sách tay 24,6 triệu đồng thì chỉ cần một tháng sau giá bán lại lỗ ít nhất 3, 4 triệu đồng. Vì vậy, nhiều người lựa chọn phương án mua hàng đã qua sử dụng để tiết kiệm tiền và có thể nâng cấp mới ít tốn kém hơn khi có nhu cầu. Hiện tại các hệ thống đều đang giảm giá sâu cho các sản phẩm iPhone mới. Điển hình iPhone XR 64GB chính hãng đang giảm thêm 2 triệu đồng, về mức 17,9 triệu đồng. iPhone XS Max giảm đồng loạt 1 triệu đồng cho tất cả các phiên bản về mức 28,9 triệu đồng cho phiên bản 64GB. Ở thị trường sách tay, giá bán cũng đã giảm sâu. Một phiên bản Smart có giá 24,6 triệu đồng cho bản 64GB riêng phiên bản màu xám chỉ ở mức 23,7 triệu đồng. Các nhà bán lẻ nhận định, thị trường iPhone mới của Apple sẽ không có sự thay đổi trong thời gian tới. Hầu như người dùng đều lựa chọn phiên bản cũ hơn, chờ đợi các sản phẩm mới của Apple trong tháng 9 tới đây. Gia Hưng